Trường khoa học và khoa học xã hội nhân văn tại Đại học Troy là nơi lý tưởng để đáp ứng những mục tiêu học tập của bạn. Trường lớp tại đây có quy mô vừa đủ để chúng tôi có thể quan tâm đến từng sinh viên, tạo điều kiện để giảng viên giảng dạy và tư vấn cho từng sinh viên một với các lớp học có sĩ số nhỏ. Nhưng chúng tôi cũng đủ lớn để trang bị cơ sở vật chất hiện đại và cung cấp các phương tiện kỹ thuật tiên tiến cần thiết để sinh viên thực hành và hiểu rõ hơn các khái niệm cơ bản trong từng chuyên ngành học của mình. Hãy cùng tìm hiểu về các chương trình đào tạo bậc đại học tại đây nhé! Khoa sinh vật học và môi trường đào tạo các chuyên ngành sau: chuyên ngành sinh vật học và môi trường, chuyên ngành khoa học xét nghiệm, chuyên ngành sinh thái học và sinh vật học trên cạn, chuyên ngành khoa học môi trường, chuyên ngành an toàn thực phẩm, chuyên ngành sinh học tổng hợp, chuyên ngành kỹ thuật y khoa, chuyên ngành sinh học biển. Kế đến là chuyên ngành hóa học tại Troy. Việc thực hành và trải nghiệm thực tế với các dụng cụ thí nghiệm khác nhau là phần không thể thiếu khi học trong ngành hóa, cũng như trang bị nền tảng để sinh viên thích nghi với môi trường làm việc. Chính vì vậy, khoa hóa tại Troy luôn đảm bảo việc cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho sinh viên vận dụng trong quá trình học. Hóa học là bộ môn khoa học thiết thực, do đó hệ thống thư viện tại trường thường xuyên đặt các tập san nghiên cứu chuyên đề về hóa học để sinh viên tham khảo. Các giảng viên cũng sử dụng nguồn tài liệu này để cập nhật và làm phong phú thêm bài giảng của mình. Các giảng viên trong khoa đều tiến hành các công trình nghiên cứu ở nhiều đề tài khác nhau và luôn khuyến khích sinh viên cùng tham gia để trau dồi kiến thức thực tiễn cho mình. Tiếp theo là khoa tư pháp hình sự và các bộ môn khoa học xã hội tại Đại học Troy. Đây là khoa chuyên ngành tổng hợp, đào tạo các chương trình về tư pháp hình sự, xã hội học và khoa học xã hội với nhiều bộ môn chuyên sâu đa dạng. Còn đây là ngành khoa học máy tính, là chương trình học thuật về máy tính nhằm trang bị khả năng cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp gặt hái được nhiều thành công, cho dù họ tham gia ngay vào lĩnh vực công nghệ máy tính đang tạo ra nhiều lợi nhuận trong một thế giới luôn hoạt động ở một nhịp độ phát triển nhanh, hoặc sinh viên có thể theo học ngay ở các chương trình cao học đào tạo kiến thức chuyên sâu. Khoa Anh ngữ tại Đại học Troy đào tạo chuyên sâu về Anh ngữ cùng với các môn học phụ trong chuyên ngành văn học và sự sáng tạo trong cách viết văn. Các sinh viên tốt nghiệp từ bất kỳ chương trình nào ở khoa Anh ngữ đều giúp phát triển nền tảng cho việc học tiếp lên các chương trình cao học về Anh ngữ hoặc cho sự nghiệp giảng dạy sau này. Mục tiêu của chuyên ngành Anh ngữ tại Troy là trang bị cho sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp có thể theo đuổi hầu hết các công việc ngày nay với khả năng đọc hiểu và viết Anh ngữ thành thạo. Sinh viên cũng sẽ tiếp thu đầy đủ kiến thức vững chắc về văn hóa văn học của thế giới để thành công trong bối cảnh văn hóa toàn cầu ngày nay. Ngành sử học là chuyên ngành đóng vai trò cốt lõi của bất cứ chương trình giáo dục đại cương nào. Khoa sử học tại Đại học Troy luôn cam kết mang lại cho sinh viên kiến thức vững chắc trong một chương trình học toàn diện ở nhiều khía cạnh lịch sử khác nhau. Sinh viên lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu ở 3 phương diện sau: lịch sử Hoa Kỳ và Mỹ Latin, lịch sử châu Âu, châu Á, châu Phi và lịch sử về quyền công dân. Tiếp theo là chuyên ngành toán học tại Troy. Chương trình với ưu điểm các lớp học có sĩ số nhỏ để trao đổi trực tiếp với từng sinh viên, giảng dạy đạt chất lượng bởi đội ngũ giảng viên xuất sắc, những người có bề dày về kiến thức toán học ở nhiều khía cạnh. Ngoài ra, khoa luôn khuyến khích sinh viên tham gia các câu lạc bộ toán học để cùng nhau nghiên cứu và trao đổi kiến thức. Mục đích của chương trình học là trang bị cho sinh viên tốt nghiệp nền tảng để tiếp tục theo học cao học hoặc đảm nhận vai trò giảng dạy hay làm việc trong các ngành khoa học về toán và vật lý, khoa học máy tính hoặc khoa học đo lường. Và đây là chuyên ngành khoa học chính trị. Đại học Troy hiện đào tạo 3 lĩnh vực chuyên sâu gồm hoạt động chính trị của Hoa Kỳ, công tác chính trị trên bình diện quốc tế và quản trị hành chính công. Với chương trình đào tạo cử nhân ngành khoa học chính trị, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo sơ cấp trong các dịch vụ của nhà nước hoặc quản trị chính sách công. Sinh viên nắm vững kiến thức học thuật cần thiết để được nhận vào học và gặt hái thành công ở các chương trình cao học và nghiên cứu chuyên sâu về khoa học chính trị. Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể làm việc trong khu vực tư nhân như báo chí, truyền thông và kinh doanh, nơi mà kiến thức về chính trị, chính sách công và các mối quan hệ với chính phủ đóng vai trò quan trọng. Còn đây là khoa khoa học khảo sát và đo lường tại Đại học Troy. Có phải bạn có khả năng tốt trong môn học toán và các môn khoa học? Có phải bạn đam mê máy tính, kỹ thuật cao và quan tâm đến môi trường?
Nếu bạn trả lời phải trong những câu hỏi vừa rồi, thì bạn hoàn toàn thích hợp với một sự nghiệp trong ngành khoa học khảo sát và đo lường. Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho sinh viên một chương trình đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu về các bộ môn trọng tâm trong chuyên ngành khoa học đo lường, chẳng hạn như các nguyên lý cơ bản về cách thức khảo sát về mặt đất, phát triển đất đai, nghiên cứu về hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống thông tin địa lý GIS.